vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe trên toàn cầu. Thống kê của GlobalCan năm 2020 cho thấy, mỗi năm ở Việt Nam có 182.563 trường hợp mắc mới, 122.690 trường hợp tử vong. Hiện nay có khoảng 353.826 người bệnh đang sống chung với bệnh ung thư. Ung thư cho biết, sớm trị lành, điều trị ung thư sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu được phát hiện và điều trị sớm. Phát hiện càng sớm, việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả điều trị càng cao, chi phí điều trị càng thấp. Vậy nên, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 35 tuổi, làm vợ, làm mẹ và là một doanh nhân trẻ thành đạt. Áp lực công việc và gia đình đôi khi khiến chị Hằng lo lắng vì sức khỏe của bản thân mình. Do vậy, với chị Hằng, chị luôn tâm niệm việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân chính là bảo vệ hạnh phúc cho gia đình và cho sự nghiệp của chị. 6 tháng một lần, chị Hằng lựa chọn sử dụng dịch vụ thăm khám tầm soát ung thư sớm của Bệnh viện K, bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực kiểm soát và điều trị ung biếu tại Việt Nam, tại cơ sở số 9A đến 9B Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thực ra thì bệnh tật thì mình nghĩ là ai cũng sợ, nhưng mà về cơ bản thì nếu mà phát hiện tầm soát ung thư sớm ấy, thì mình nghĩ là điều đó vô cùng là tuyệt vời, bởi vì là hiện nay có rất là nhiều những cái phương pháp khám chữa bệnh mà nếu mà từ sớm ấy, thì có thể là khỏi được bệnh hoàn toàn. Đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2019, Bệnh viện K cơ sở 9A đến 9B Phan Chu Trinh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về khám và điều trị các bệnh ung biếu, khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh ung biếu cho tất cả người dân, các cơ quan, đoàn thể tầm soát ung thư như ở các cơ sở của Bệnh viện K hiện nay đang triển khai. Bác sĩ ở đây thì tất nhiên là đầu ngành rồi. Mình cũng được nghe rất là nhiều câu chuyện cổ tích đời thường được viết lên ở tại Bệnh viện K. Đã cứu chữa được rất là nhiều bệnh nhân và bản thân mình thì thực tế thì mình đã từng thăm khám ở nhiều những cái đơn vị về khám dịch vụ theo yêu cầu ấy, thì ở đây thì mình cảm nhận được là các bác sĩ rất là tận tâm, chu đáo, nhanh chóng, và điều quan trọng nhất đấy là cái kết quả là mình luôn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối về sự uy tín của các bác sĩ ở tại nơi đây. Với tổng diện tích khoảng 3.000 m², gần 40 giường nội trú được đưa vào điều trị, chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Cơ sở 9A, 9B Phan Chu Trinh được trang bị thiết bị y tế hiện đại như các máy chụp cắt lớp vi tính, MRI, PET-CT có khả năng phát hiện bệnh ung thư ở những giai đoạn rất sớm, cấp độ phân tử, đặc biệt là sự hình thành, phát triển và di căn của các khối u. Khoa nội soi được trang bị hệ thống camera ảnh hình quang, các bộ nội soi dạ dày, phế quản, đại tràng hiện đại. Khoa giải phẫu bệnh triển khai các xét nghiệm chuyên sâu như hóa mô miễn dịch, sinh học phân tử, trang bị các thiết bị xét nghiệm tiên tiến, hoàn toàn tự động, trợ giúp tối đa cho việc chẩn đoán, tiên lượng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Các kỹ thuật xạ trị hiện đại như VMAT INRT, phẫu thuật nội soi, robot, xạ phẫu Gamma Knife. Hệ thống phòng điều trị tiện nghi, thoáng mát, tạo điều kiện thoải mái cho người bệnh. Các dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp người bệnh an tâm điều trị, chăm sóc sức khỏe tại đây. Bệnh viện K được trang bị rất nhiều phương tiện hiện đại có thể giúp ngoài việc chẩn đoán thì có thể giúp chẩn đoán sàng lọc, phát hiện sớm ung thư. Ví dụ như chúng ta có thể chụp X-quang tuyến vú, chụp cộng hưởng từ tuyến vú, có thể làm các cái xét nghiệm tế bào học cổ tử cung, thậm chí là làm các xét nghiệm về virus HPV, DNA của virus HPV. Và chúng tôi có những cái máy nội soi rất hiện đại, cũng như các phương tiện về chẩn đoán hình ảnh, chụp cộng hưởng từ với từ lực cao, chụp cắt lớp đa dãy. Do vậy mà việc sàng lọc phát hiện sớm trở nên rất hiệu quả và rất có kết quả rất cao. Với những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tận tâm và chuyên nghiệp, luôn mong muốn mang lại dịch vụ tốt nhất cho người bệnh.
Bên cạnh các hoạt động khám bệnh và điều trị, các hội thảo kết nối chuyên gia trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Singapore, Pháp, Hàn Quốc, Mỹ cũng thường xuyên được tổ chức tại đây, tạo sân chơi và diễn đàn nghề nghiệp nhằm trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, cập nhật các phác đồ điều trị ứng dụng vào khám chữa bệnh ung bướu. Ung thư không phải là kết thúc là mọi chuyện. Đối với giai đoạn sớm, chúng ta điều trị khỏi, chúng ta không phải lo lắng về sau. Đối với những giai đoạn dù giai đoạn muộn hơn một chút, nhưng chúng ta điều trị thì bệnh vẫn có hiệu quả và chúng ta chung sống với bệnh cũng vẫn không phải quá ư là lo lắng. Với chuyên môn và uy tín của đội ngũ y khoa đồng ngành, với phương châm luôn lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị, là mục tiêu phấn đấu, Bệnh viện Ca cơ sở 9A đến 9B Phan Chu Trinh đã trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng chục ngàn người bệnh, chuyên khám, tầm soát phát hiện sớm, tư vấn và điều trị toàn diện bệnh lý ung bướu, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đáng tin cậy nhất cho người bệnh. Bệnh viện Ca trao hy vọng, nhận niềm tin.